thùng trăm rưỡi cuốn tuần lễ. Nhậu ngoài nhiêu? Tôi đi chai Sài Gòn đó, bữa chiều là quất hai chai. Chai bia hay gì? Chai bia hay chai gì? Bia. Đi đi ra ngoài hè ơi. Đi ra ngoài hè cho nó thoáng mát rồi. Hè dơ đó. Đi ra ngoài hè đi. Ngơi tóc bữa nay dày lắm rồi đó nha. Ăn coi nè. Quần nè. Trời ơi, thấy mũi đó luôn. Không ăn luôn à. Ổng bị gì vậy? Điên. Ổng bị gì? Điên. Ổng có chữ quýnh mẹo không? Đó. Sao con không la? Hả? Sao con không la? Sao con không la? Muốn làm nè, muốn làm nè, tính đanh rồi đó. Thằng ơi. Nghe hả? Nghe đó, dứt cằm á. Ừ. Rồi đó còn có khóc không? Không. Ăn đi đây. Đi ra ngoài hè ngồi là chị ơi, cho nó mát chị ơi. Chị với lại mấy đứa nhỏ ở trong đây mà ngồi ngủ này kia. Ra ngoài đây đi cho nó mát. Ra đây anh Thùng ơi. Nó có con nấu nước mắm hay nấu gì vậy? Ra ngoài ai đi hái hả? Ai đi hái? Vậy? Ở đi hái kêu cho không cho để bỏ. Bỏ hả? Cái gà đâu bán nhân lòng được. Rau nhiều quá. Trời ơi. Nhân lòng ra đâu mua, tại vì cả chợ cái này nhân lòng đó đầy chợ. Rồi ông á, không có trời cắt nắng, trời hợp á. Ông không có đi hái sao? Không, rau này tôi đâu hái, có đi cắt không á. Bây giờ tôi đâu cắt nổi. Nó không nổi sao? Si vậy hả? Tại vì năm rồi đi cắt riết rồi, đi chợ Hòa Long ấy, tôi ngủ. Đụng vô rồi đem ta thùng đem ta không có chết rồi, ta kêu trời đó. Rồi ta lo vô ta cho đi ra đường uống đâu mà tỉnh, nằm nó giỏng nó đi. Kêu nằm giỏng nó đi, hồi khỏe vậy về, chạy về chết luôn á. Kêu vợ đi cho tiền nè. Ra đây nè chị ơi, ra đây em qua em cho anh cao nè. Cho chị ra ra anh. Có gì á, không ra được thôi. Kì vậy? Giận anh luôn rồi. Hai chồng không có hận hả? Nó nói tiền này nó đâu cần, cho ông xài đi. Sao mà không cần? Anh mới không cần. Anh có tiền là cần đó. Anh cần làm gì? Cần ông sửa xe. Xe mua dầu dầu. Người vụ tôi là tiền của người này người kia cho tiền thôi. Bình thường tôi không có tiền là tôi đi chút xíu là có 100-200 ngàn. Đi đâu? Đi lại mấy chị tôi cho. Còn lâu mới cho một lần với ai đâu, cho anh hoài. Ừ, mà à. Có tiền là cho hàng dùng. Lâu hai chồng làm quà lại cái. Thằng ơi, ổng ở đâu mấy chân chỗ đó hả? Sâu không? Bảy mũi. Thằng ơi, ác với anh Hùng. Dùng nóng mà. Như anh có đi bên Thanh Bình không? Thằng chồng đi cho cá ăn, nó cầm dao bằng cá. Nhưng mà cái vợ anh có làm gì đâu. Làm gì? Thì cầm đồng không đạn thì quạo thì làm cái gì? Dạ hương lên chưa? Bình thường. Rồi chị về khỏe chưa? Em ạ. Ờ, khỏe chưa? Khỏe rồi, bữa nọ nó nhiễm trùng rửa đây cũng mấy bữa nữa rồi. Bữa rồi em rửa nhà rồi mới đi mặn về đây đi mặn với chị Năm hôm nay nữa. Kéo đi kéo cá đầu với đi hái rau bán được mấy ngày nay đó. Bữa đó anh này xuống quay nè, anh cho tiền nè. Bữa đó thì em biết thương nhiễm trùng rồi mới nhiễm em đâu có ấy. À chở đi bữa đó, chở đi chị Năm em chở đó, hay chở à, bữa đó anh làm vợ anh không chở vợ anh đi. Tại vì trong mình nó đang nóng rồi đâu có biết. Nóng gì? Đang khùng lên rồi. Chị 2 triệu, 6 anh 2 triệu. Ôi hấp.
nâng khùng lên rồi đâu làm đồng rồi. Đây. Bữa hổm anh này đưa cho 1,5 triệu nè, rồi đưa ảnh 200. Rồi xong rồi vô rồi em đưa lại ảnh 500. Đưa lại ảnh 500 anh đi đóng tiền điện nhé, em canh cảnh chứ. Nè chị Phương Phạm ở bên Mỹ ha, cho 200. Đó. Thì cho anh 2,1 triệu đi. Cảm ơn ta đi. Cảm ơn chị. Ngồi xuống. Phạm. Ở bên Mỹ em cảm ơn mừng lắm. Cho em giúp đỡ cho em được gì à. Chúc chị bệnh nó bằng ăn phát đạt. Cũng tài sản lộc. Không có nhậu nha. Nhậu nó không? Thì chiều quất bạn miếng ngủ. Để ngủ không được. Quất đi vô sảnh cái rồi mới ngủ được. Còn có chị thì em đưa cho chị 2,5 triệu. Đó này là chị riêng nha, anh riêng. Hai người nha. Hai người xài riêng đó. Thì ai xài nó hết thì nghỉ. Ừ, ai xài hết thì nghỉ. Rồi ai mua lại cho con ăn. Thì tiền này thì tôi cũng mua. Không mua. Không phải nhậu nha. Hôm qua thì đi xe nét nhiều mua hết nửa ký thơm nữa. Ăn không hả? Có tiền mà đi mua thơm cho nó ăn. Nghèo mà ăn sao. Mà nó không biết ăn nữa. Ăn đầu không mà bỏ đầu lại tôi ăn gần chết. Là anh để anh nhậu hết á. Có ông chị có mua tôm không? Hôm qua thì ổng em đi mặn vô rồi ổng có mua tung tích gì đó về dắt chiều em về đấy dắt tối đi mặn cá trong cái năm về nó nhà cửa tùm lum hết trơn đó mà không biết bao nhiêu hết thì hai nhỏ thằng hai trường nó ăn hai con còn tới thì nó ăn con một rồi những cái tôm có 10 con tôm mà ăn được mấy con rồi, con tới bông tôm chạy ra ngoài ngắt cái đầu giục bỏ đó. Nói ăn rồi nó không có khi nào ăn đầu vậy cắt đầu bỏ gì đó. Rồi anh không có chừa cho chị hả? Nó đời nào ăn tôm sứ tôm mà. Éo với quần mà không giặt thì đâu mới mua đồ mới được hởm mà hôm nay nó dơ sạch trơn. Hả? Giặt gì đi không có tiền mua thuốc tẩy. Có giờ tiền anh em mua thuốc tẩy đi. Có tiền thì đó. Họ nói không mua cũng phải mua nữa. Mặc áo trái nữa kìa. Áo ngược chứ làm sao. Bên đây là bà cụ ba của anh Hùng, bố mẹ của anh Hùng nha. Tóc để dài có chín hay gì có trứng hay nhóc trứng nhóc kìa. Đọc ngơ. Bữa đó là chị đưa cho ảnh 500 ngàn đi đóng tiền điện, ảnh có đóng không? Có, thì ảnh đóng. Không đóng là nó lại nó cắt điện mẹ rồi. Còn như vậy để em xài. Mà bình thường không đóng tiền điện Hùng ơi. Em không có tiền mà. Em có tiền không đưa không xài. Cho bà 500 mua bà xuống đi. Bà bệnh đó. Cho bà nhiều cho bà. Có tiền là em không có là coi em có là em mới đưa cho ổng xài ổng còn ổng có thì em để cho ổng xài ổng cho ổng không đưa em thôi em cũng không có đòi trả nợ sinh hết. Chị biết nghĩ cho anh vậy mà anh nó biết nghĩ cho chị gì chứ lo tôi mua sữa thôi sao mà mua không nổi sữa gì có tiền mình bằng lo sữa gì mà lỡ mà uống rượu rồi uống sữa nữa hả không uống em lo là cho ổng không mấy chị đâu có mới bệnh đó mấy chị mua hai trăm mấy ngàn lắm bữa đó ngày cái bữa đó ngàn. Đám dỗ của ba lu vu nữa bữa đó bà chị Năm bà đưa không có bà chị Năm dốc sữa kêu sữa gì nè chi chi gì đó ông đâm một cái ông giật máu cúng thằng nhỏ nó chạy thằng qua thằng nữa thôi thằng không trúng gần cổ quá trúng gần cổ thì đi chuyển đi lên chạm xương luôn á nó cầm cái dao luôn chạm cầm dao luôn hả gãy cán luôn rồi chở lên Hoài Long người ta cũng đâu có dám mai đi ra xe đét không ấy. Chắc anh làm cũng mạnh lắm, nó gãy cái dao á. Có gãy cái dao không chị? Ông có gãy mà cong. Một cái dao ổng mà ổng làm á, nó bẻ cái cán, còn cái lưỡi không, nó bỏ chẳng. Cong dao luôn hả? Thằng đó, ông mẫu ơi. Ổng cầm cong, nó ổng nằm cong vậy đó, em không biết nữa. Còn dao vào rồi, ổng bẻ cái cán rồi, bởi ổng còn cái cán. Cũng như cái dao. Hai cái dao cong nhỏ vậy, ổng đây cái dao cong lại sắc chứ không phải như cây dao mà cán vàng mà mỏ nhọn. Úc hoài. Sáng nhận cơm chưa? Chưa ăn. Chưa ăn gì chưa hả? Ăn cơm gì? Hôm qua đi câu cá vậy đó rồi. Ăn gì? Cá lòng tông về khô khô, nấu miếng canh bằng ngọt. Ăn nhậu không da? Nhậu không ha? Không ăn hả? Thằng ơi. Đâu rồi gì dặn đi à. Đâu rồi mà còn ăn cơm nữa, gạo đâu hóc đâu ăn. Đâu ăn đâu ăn. Trời ơi, ông nói ông muốn ăn mà không có tiền, ông tiếc cơ. Ông nói ăn
ăn thì thà là ăn đi, đừng có nhậu, cũng không nói. Ổng không ăn á thì mới không có thăng, không có tiền ăn, mà có tiền thì mua gỗ mua đồ á. Chứ còn ăn á thì không dám ăn. Thì ta không ăn lấy tiền đó ra ta xài sử dụng cái khác. Nhiều tiền cho ảnh là rồi ảnh mua cái lô. Chọn nhiêu đi xài mấy bữa? Rồi một tháng. Tháng không? Thiệt không? Hai bữa hết. Hai bữa hết hả? Thì ra không mua tôm á, đi mua tôm, mua thịt bò ăn mấy em mau hết. Ăn tôm thịt bò không hả? Không có nói vậy đó mà mình thịt bò mắc quá rồi không nổi. Tôm 100.000 ký. Kìa, qua đi xe bệnh viện về. Bà già quá kìa. Bà già kìa. Hỏi thăm mẹ anh tiếng coi. Mẹ kìa. Thôi đi. Để có tiền hai chồng mà xài. Bán rau có nhiều tiền không? Bị gì con? Thì không có tiền mua rau. Lấy sắt của người ta bán. Này. Đi hớt tóc đi Hồng ơi. Có tiền rồi đi hớt tóc đi. Tiền mà cộng đóng đi hớt rồi. Ông qua nó con kìa. Con hớt tóc của con kìa. Cái vàng nó bự chưa? Sao 7 ký vậy? Rồi chứ đám vỗ rồi làm gì? Rất. Mấy anh gãy tôi là hảo dữ lắm. Tôi mặn ở bên nhà tôi ăn chứ đâu phải đem qua bệnh. Bà đâu nói được ha. Chứ ở chỗ cũng đi mua là chó gì ăn hoài vậy à, nhậu đám vỗ. Có tiền rồi để dành mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đi chứ đừng có mua cụ nhậu nha thôi. Không có đâu, về tiền để tôi xài với mua cụ hết rồi, tiền đâu ra cho hoài. Không biết là tiền để kiếm tiền Tết nữa. Mà không gà là không có vốn, không có tiền nữa, không trồng bông Tết luôn. Gieo bông trễ rồi, gieo trễ rồi vụ người ta bán ra chữ. Trồng bông không? Tiền đâu vốn đâu mà mua. Trăm mấy chục ngàn một bịch, có hai mấy bịch à, hai mấy hộp à. Bây giờ có tiền rồi nè, mà trễ rồi. Gì? Trễ. Mấy đợt trước Mạnh Thường Quân cũng có cho anh mà anh mua rượu anh nhậu hết rồi. Cho cũng tiền này tiền kia tùm lum chứ, chứ đâu phải là tiền tôi mua rượu là tiền của tôi là người này người kia cho 100-200. Mấy đứa cháu cho tiền 100-200. Chính bán nha, bà chọc đó. Yếu rồi. Kết vô mấy đứa cháu, nó cho mấy nhỏ này. Đâu con nào đâu kêu nó ra coi. Nè, bèn. Cái béo không? Nè, quỷ này nè. Cho cái. Cho mấy chú bớt nè. Cho tao nuôi đi ông ơi. Tao còn kêu tôi cho nó dạy không được à. Vậy? Chó người ta nuôi dạy không được là ta cho tôi kêu cho thôi. Chó đó người ta chở nó bỏ vỏ nó chạy xuống tới nhà nó cho đó. Ừ. Nó xuống nước nè. Cái anh tôi là chó là gom lại cái là con chó 7-5 ký là ngồi là hết. Rau cái trời đất là đúng tấm vỗ lần nào tới tháng tới nè gần tới rồi anh mặn hả anh với ai mà quay đâu rồi bỏ mà mua cái đầu kè về để vô gắn vô bếp ga mini xè nó à rồi sao mà làm cho nó mặn được bỏ bao trắng nước rồi nấu nước trụng thằng ơi ôi tội lắm ông nội ơi. Chứ để nó phá trong nhà đồ đạc nó xé hết. Phá trong nhà cho người ta nuôi. Nó xé tôi cái mùng nữa rồi mới mua cái mùng. Ngủ con đi một à. Vậy chứ anh cho nó lên ngủ chung mà nó xé. Bụi quá nó tung vô. Sao chung được? Nó bư, móng giò nó bư rồi gách. Gách lâu nhỏ rồi từ từ gách ra bự. Nó có bao phải không ông nội? Ông có cho chó ngủ chung không? Dạ. Mình chó.
hoài luôn á, lúc trước cũng bán mà. Không có, ông có cho con chó lên người mùng ngủ chung không? Có. Có vàng đó tôi bán là 500 ngàn đó. Hô lên là có người bắt liền. Sao không bán đi, cho tôi nuôi. 500 ngàn mình mất đi mua thịt chó lại ăn nữa. Để mình mặn ăn ha. Ăn cho đã. Vậy là anh thích ăn thịt chó hả? Ăn từ xưa giờ mà. Hồi nhỏ đâu có biết ăn, ông ngoại ông mặn. Ông kêu mẹ ăn đi hồi. Ngon lắm. Ông ngoại mặn ngon lắm, ăn đi con. Ăn được ăn luôn tới giờ. Còn mèo có ăn không? Mèo thì ai mặn ăn. Để nói màu xui. Mỗi lần hai anh em đi chơi cắn bắt bỏ lên xe chạy về mặn thịt luôn, tung vô xe cắn thịt chết ngắt. Nhà có xui không? Xui đâu xui, nó mặn ăn dầu bà đó, mặn ăn thời gian nó đi Sài Gòn làm gì cắt cái nhà tường chà bá đó.